Chào các bạn, Nam Dược Vlog sẽ mách cùng bằng một loại cây có tên địa liền, trị khó tiêu rất hiệu quả, còn là loại thảo dược ôn trung hành khí. Địa liền, sơn nại, tên khoa học, Gam Phetriel Dimper Aria, tính dị, cai ôn, quy kinh, địa dị, ôn trung từ thấp, hành khí, tiêu thực chỉ thống, dạ dày đau bụng do hàn lạnh, nôn mửa và tiêu chảy do hàn thấp, thổ tả, đầy tức ngực bụng, ăn không tiêu, đau răng, tê đau khớp do phong thấp. Cấm kỵ, kiên kỵ, âm hư thiếu máu hoặc dị có quả ức không dùng. Lượng dùng, uống trong thuốc sắc hoàng tán 3-6 gram. Địa liền, nói một cách đơn giản, tác dụng của địa liền theo y học cổ truyền phương Đông: 1. Khử hàn trừ thấp ra khỏi cơ thể. 2. Khai dị và hỗ trợ tiêu hóa. 3. Lý khí, điều hòa hơi thở và giảm đau. 4. Kháng khuẩn và kháng ung, chỉ tả thuận trường. 5. Giảm sưng tấy và kháng viêm, nâng cao khả năng miễn dịch. 6. Căn cứ Hải Thượng Phương, xạ hương nhất tự tán, khả trị răng đau, bách trị. Cái này nè, cái lá nhỏ mà cụ bự nè. Thấy không? Được, có cây lá nhỏ cụ bự. Lá nhỏ cụ bự nha. Có cây lá bự mà nó không có cụ. Lá bự nữa coi. À, lá bự không có lá bự cũ, cũ cũng được luôn, cũ bự nè, dài nè, bự nè. Đây, tự nhiên là nè, nó cả này. Thì chứ cũ này thuốc không á? Đâu có phân cho gì đâu. Dây nghiệp nãy ông nội nắng đào phải nói cái dây nghiệp bự quá ha. Đời nào cũng nói thấy cái đó trên gò ai chỉ mà vô đây có rồi đi kiếm chứ. Quý video Nam Dược Vlog cảm ơn các quý cô bác đã theo dõi. Để xem được video mới nhất từ kênh Nam Dược Vlog, quý cô bác hãy ấn vào cái chuông và ấn vào chữ đăng ký. Nam Dược Vlog chúc quý cô bác hoan hỷ.